Hiện nay, trước cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đã làm thay đổi cuộc diện của các công ty vận tải Do nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa ngày càng cao nên ngành dịch vụ vận tải cũng phát triển nhanh chóng Việc thành lập công ty vận tải là một trong những vấn đề được nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư quan tâm Tuy nhiên, kinh doanh vận tải là ngành nghề kinh doanh có điều kiện nên doanh nghiệp cần hiểu rõ và nắm bắt được để thuận tiện hơn trong việc kinh doanh các yếu tố cần biết trước khi thành lập công ty vận tải để có thể bắt tay vào thực hiện thủ tục thành lập công ty vận tải hiệu quả và đúng theo quy định của pháp luật bạn cần biết một số điều dưới đây thứ nhất loại hình doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên công ty cổ phần hay doanh nghiệp tư nhân bạn có thể chọn một trong bốn hình thức này đây là các loại hình doanh nghiệp phổ biến theo quy định của pháp luật hiện hành mỗi loại hình đều có những ưu điểm và nhược điểm khác nhau vì vậy các nhà đầu tư nên tìm hiểu thật kỹ trước khi quyết định lựa chọn thứ hai tên công ty và địa chỉ của công ty tên công ty tên tiếng việt có thể kèm theo chữ số hoặc ký hiệu tên doanh nghiệp phải được đi cùng trụ sở chính chi nhánh văn phòng đặc biệt là không được trùng tên với doanh nghiệp đã đăng ký ngoài ra phải đáp ứng các nguyên tắc khi đặt tên công ty hợp pháp đúng lĩnh vực có ý nghĩa trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc của doanh nghiệp trên lãnh thổ việt nam có địa chỉ được xác định gồm số nhà ngách hẻm ngõ phố phố đường hoặc thôn xóm ấp xã phường thị trấn huyện quận thị xã thành phố thuộc tỉnh tỉnh thành phố trực thuộc trung ương số điện thoại số fax và thư điện tử nếu có thứ ba ngành nghề kinh doanh ngành vận tải là ngành nghề kinh doanh có điều kiện do đó doanh nghiệp khi thành lập phải đáp ứng đủ những điều kiện tương ứng với yêu cầu của ngành nghề đó mới được phép kinh doanh ví dụ như ngành nghề yêu cầu điều kiện về chứng chỉ hành nghề yêu cầu về vốn pháp định yêu cầu về giấy phép phòng cháy chữa cháy yêu cầu điều kiện về giấy phép an ninh trật tự ngành nghề yêu cầu điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm nếu không đáp ứng đủ điều kiện mà chủ thể kinh doanh vẫn tiến hành hoạt động kinh doanh thì sẽ có nguy cơ dẫn đến bị phạt và bị đình chỉ kinh doanh do không đáp ứng được những điều kiện của ngành nghề đó trình tự tiến hành thành lập công ty vận tải để thành lập và hoạt động công ty vận tải trước hết bạn cần tiến hành thủ tục thành lập doanh nghiệp mới như mọi loại ngành nghề khác cụ thể là bạn cần chuẩn bị hồ sơ thành lập theo đúng loại hình doanh nghiệp mà mình chọn sau đó nộp hồ sơ đến phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty bạn đặt trụ sở chính sau khi hoàn thành và được cấp giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp bạn tiếp tục thực hiện thủ tục xin giấy phép để kinh doanh ngành nghề dịch vụ vận tải cụ thể cần chuẩn bị một số tài liệu sau giấy đề nghị cơ quan quản lý đăng ký kinh doanh cấp giấy phép đăng ký doanh nghiệp vận tải danh sách đầy đủ thành viên hoặc cổ đông của công ty giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp quyết định thành lập đối với tổ chức và chứng minh nhân dân hộ chiếu hoặc thẻ căn cước công dân đối với cá nhân điều lệ của công ty vận tải để đội ngũ các luật sư và chuyên viên pháp lý chuyên nghiệp của Phan Lo Việt Nam có thể hỗ trợ bạn thành lập công ty vận tải tốt hơn. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi thông qua các phương thức dưới đây. Thông qua các phương thức dưới đây.